Sống ở đời khôn ngoan, tuyệt đối cấm coi thường hai người này, kẻo hối hận cả đời. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, tất cả chúng ta được hiện hữu ở đời là nhờ vào tinh cha huyết mẹ, sự bao bọc chở che và nuôi dưỡng nên người. Ngôi trường đầu tiên chúng ta học hỏi, học ăn, học bát, học đi, thậm chí là học yêu thương cũng ở lớp học đầu đời từ gia đình. Mà ở đó ba mẹ chính là cô giáo, thầy giáo đầu tiên đã hết lòng dạy dỗ yêu thương chúng ta. Nhưng cuộc sống bộn bề này đã khiến chúng ta đôi lúc quên đi việc phải báo hiếu, phải đối xử tử tế với hai người quan trọng này. Giây phút nào khiến quý vị chợt nhận ra cha mẹ đã già mất rồi? Mỗi chúng ta hàng ngày đều bận rộn rất nhiều việc, vì thế hầu hết đều không để ý thấy cha mẹ đang ngày một già đi. Từ nếp nhăn nơi khóe mắt, đôi tóc mai nhiều sợi bạc, cho tới khi quý vị phát hiện ra mẹ cha đã già thật rồi, thì thời gian của họ cũng không còn nhiều nữa. Đến lúc này, dù có muốn dành bao nhiêu điều tốt đẹp cho cha mẹ, thì dường như cũng chẳng kịp nữa rồi. Sống ở đời, khôn ngoan đến mấy, cũng đừng bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Hãy cùng Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm về điều này trong video ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Điều đầu tiên, cha mẹ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Tư Mã Thiên đã từng nói, cha mẹ là nền tảng của con người. Thật vậy, nếu không có cha mẹ, ta sẽ không có sinh mạng, hiên ngang đứng giữa thế gian này, đúng không quý vị? Đại ân sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển sâu. Thế nên, dù có bận, có mệt, nhưng đừng quên chăm sóc, báo hiếu cha mẹ của mình, quý vị nhé. Cổ nhân có câu, bách thiện hiếu vi tiên. Câu này có nghĩa là, trong trăm cái thiện, chí hiếu đứng đầu. Phận làm con cái, nếu không làm tốt việc này, sao có thể làm tốt được việc gì khác? Sao có thể thật lòng đối đãi được với bất cứ ai? Trước đây, Ngẫm Sự Đời có đọc được một tin khá rầm rộ. Việc một người phụ nữ đang ngoài 60 chiêu mộ một cô con gái, mục đích muốn tìm một người cùng mình đi du lịch. Tất cả mọi chi phí cô ấy đều lo cả, còn tặng một chiếc điện thoại iPhone. Quý vị thấy có kỳ lạ không ạ? Sao mà đến con gái còn phải đi thuê nữa? Thế con cái của người phụ nữ ấy đâu rồi? Khi đó rất nhiều người không hiểu thế giới của người già, những người nay đã ở cái tuổi gần đất xa trời, đã buông những lời lẽ không hay, dè bỉu người phụ nữ này. Có thể họ nghĩ đây là hành động khoe của, hoặc đằng sau còn có ý đồ khác. Thế nhưng, thực chất nhu cầu cần tìm người đi du lịch như vậy, soi rọi rõ nét sự cô đơn trong tâm hồn con người. Theo như được biết, người con gái của người phụ nữ nọ sau khi đi du lịch đã định cư ở Canada, đã mấy năm không về. Cô con gái vẫn gửi về đều đặn, nhưng cô đâu biết rằng tiền không thể khỏa lấp nỗi cô đơn của tuổi già. Khi quá thèm muốn một người bên cạnh trò chuyện cùng mình những lúc tuổi già, người phụ nữ này mới quyết định tìm con gái đi du lịch cùng. Hoặc như ông cụ gần nhà Ngẫm Sự Đời, thậm chí trả lương để mỗi tháng các con về thăm nhà, ăn bữa cơm giản đơn với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Giống như trước đây, giống như ngày các con còn bé. Gần đây, những câu chuyện như vậy nhiều quá. Ngẫm Sự Đời bất giác đặt câu hỏi rằng, lòng hiếu thuận vốn dĩ xuất phát từ tâm của mỗi con người từ bao giờ, lại như một giao dịch với giá cả được niêm yết như thế chứ? Quý vị cũng thấy rồi đấy, người coi trọng bố mẹ sẽ không bao giờ quên đi nguồn gốc của mình. Người mà hiếu thuận với cha mẹ sẽ không bao giờ lãng quên ân nghĩa ở đời. Sống hiếu thuận, trời sẽ thương và để phúc, vừa tích đức được cho mình, vừa để lại đức cho con cháu. Cả cuộc đời của cha mẹ luôn sống vì con, thở theo hơi thở của con, cười theo nụ cười của con, và có thể khóc mọi lúc, mọi nơi vì con. Trên thế gian này, chúng ta có thể đi đến nhiều nơi và nhìn thấy nhiều cảnh tượng hùng vĩ nhất, đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất, vẫn không bằng ngôi nhà xưa nơi chúng ta mở mắt chào đời bên cha
và mẹ. Ở đó được xem như là cảnh quan ấm áp nhất, thiêng liêng nhất và tuyệt vời nhất của tất cả chúng ta. Sau này, dù có muốn, cũng chưa chắc đã còn ngắm nhìn được cảnh quan ấy, quý vị ạ. Vậy nên ngay từ lúc này, hãy trân trọng, hãy đối xử tử tế với cha mẹ của mình, quý vị nhé. Điều thứ hai, cha mẹ còn, chúng ta vẫn còn chỗ dừng chân. Ngẫm sự đời có một người bạn này thường gọi điện về nhà cho cha mẹ, nhưng mỗi lần gọi thì chỉ để kể lể những khó khăn, mà chẳng bao giờ chia sẻ những niềm vui hay những thành tựu đã đạt được. Bố mẹ hết lòng an ủi cậu: "Con à, bố mẹ nuôi con không mong mỏi gì hơn là con được hạnh phúc, con không cần quá áp lực. Bố mẹ có chút tiền ở đây, nếu có khó khăn thì nói với bố mẹ một câu. Con cứ sống tốt là được, bố mẹ cũng chỉ có mỗi mình con." Người bạn của Ngẫm sự đời sau khi nghe những lời đó, cảm thấy bản thân thật kém cỏi biết nhường nào. Cậu đã sống đến từng này tuổi, chẳng giúp được bố mẹ gì nhiều, mà bố mẹ vẫn phải lo lắng cho cậu chuyện tiền nong. Thế còn anh hàng xóm của tôi, ngày thường đều tăng ca đến tận đêm, ngày nghỉ thì chơi game đến đỏ ngầu hai mắt, cơ thể càng ngày càng yếu ớt. Có một lần, anh đau dạ dày đến nỗi không ăn được gì, nôn thốc nôn tháo, bố mẹ liền gấp rút đưa anh đến bệnh viện. Khuôn mặt đã già nua, dãi dầu xương gió, đầy những nếp nhăn của cha mẹ, hiện lên rõ vẻ bất an lo lắng. Nhận được kết quả xét nghiệm, thật may là không có gì đáng quan ngại. Lúc ấy ba anh liền mắng: "Mày cứ để ba mẹ thui thủi ở nhà một mình cũng được, nhưng lần sau đừng có làm bố mẹ phải sợ hãi như thế nữa." Trong sự giận dữ ấy của ba, anh chợt nhận ra có bao phần là hết lòng yêu thương, lo lắng cho anh. Rất nhiều khi, quý vị sẽ thấy trong dáng vẻ bố mẹ là biết bao nhiêu sự lo lắng cho chúng ta, thực sự rất đau lòng. Cũng giống như anh hàng xóm của Ngẫm sự đời, sau một trận ốm ấy, anh bắt đầu thay đổi. Anh kiên trì chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, hợp lý, tập thể dục thường xuyên. Bố mẹ nhìn thấy anh ngày một khỏe mạnh hơn thì vui vẻ lắm, ánh mắt không còn đầy vẻ lo lắng như xưa. Quý vị sẽ thấy ở ngoài kia có những người vì thất tình, vì công việc không thuận lợi, vì mong muốn được tìm đến một thế giới vui vẻ hơn mà tự sát. Thế nhưng cái mớ hỗn độn mà họ để lại ấy mãi mãi vẫn là cha mẹ mình mà thôi. Người bị đả kích nhiều nhất vẫn chỉ có cha mẹ của quý vị, chứ chẳng phải một ai khác. Quý vị ơi, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, không có việc gì quá quan trọng thì hãy hạn chế thức khuya. Không cần uống rượu thì đừng uống, đừng đem sinh mệnh của mình ra để đổi lấy tiền bạc. Bởi người đau lòng nhất chính là cha mẹ của chúng ta. Đừng lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa. Bởi lẽ quý vị có thể làm được, nhưng ba mẹ của mình thì chẳng chịu nổi đâu. Càng về sau này, khi trở thành cha mẹ của những đứa con, quý vị sẽ nhận ra rằng sự hiếu thuận to lớn nhất mà quý vị dành cho cha mẹ không phải là kiếm thật nhiều tiền, sống thật sung sướng, mà chính là hãy yêu thương, hãy trân trọng, đối tốt với chính bản thân mình. Nghe thì tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chẳng có mấy ai có thể làm được đến nơi đến chốn. Bill Gates đã tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên tạp chí Cơ hội của Ý trên máy bay. Ông nói: "Điều không thể đợi nhất trên thế giới này chính là hiếu kính bố mẹ." Quả thực rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo cách chúng ta muốn. Sẽ có nhiều việc khiến chúng ta trở tay không kịp. Đừng nghĩ rằng tương lai còn dài, việc hiếu thuận với bố mẹ là chuyện mà quý vị thích làm lúc nào cũng được. Không là lúc này thì có thể là lúc khác. Để rồi đến khi không còn kịp nữa mới hối hận thì đã muộn rồi. Bố mẹ còn, cuộc đời vẫn còn nơi để ta đến. Bố mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về mà thôi. Nên nhớ, thành tựu lớn nhất của một người là tha thứ cho sự không hoàn mỹ của bố mẹ, quý vị ạ. Cha mẹ là duy nhất, là tuyệt vời và thiêng liêng. Không có gì trên đời có thể thay thế được. Đừng làm gì đó có lỗi với người, đừng làm cho người thất vọng, buồn tủi. Cũng đừng đợi đến mùa vu lan mới nói lời tri ân, lời yêu thương tận đáy lòng. Hãy tận hiếu mỗi ngày với cha mẹ.
Điều thứ ba, đừng để đến khi ngoảnh lại, cha mẹ đã rời xa lúc nào không hay. Dạo gần đây, trong mỗi cuộc trò chuyện qua điện thoại, mẹ tôi hay hỏi, khi nào thì con về? Có lẽ không chỉ mẹ cô ngẫm sự đời thôi đâu, mà tất cả những ông bố bà mẹ khác có con đi làm ăn xa hay là con cái bận rộn tối ngày, vùi đầu vào công việc thì đều sẽ hỏi câu hỏi đó, phải không ạ? Và ngẫm sự đời tin chắc, câu trả lời khiến cho bất cứ bậc cha mẹ nào cũng dạo dực và hân hoan là ngày mốt con về ạ, cuối tuần con về nhé. Nhưng rồi mấy ai làm được đúng như lời mình đã nói ra đâu. Vì trưởng thành rồi đi làm, cuộc sống riêng tư đã chiếm trọn lấy hết khoảng thời gian của ta rồi. Cũng chính vì thế, mỗi một ngày trôi qua, chúng ta lại xa gia đình, xa cha mẹ một nhiều hơn. Quý vị ơi, phần lớn chúng ta ở đây đều mong muốn sẽ kiếm được thật nhiều tiền, phấn đấu và nỗ lực hết mình, mong sớm trở thành ông nọ bà kia để đền đáp, báo hiếu công ơn cha mẹ. Nhưng chúng ta lại không dành thời gian để ngẫm lại rằng liệu cha mẹ có thể đủ sức khỏe để sống và để đợi chúng ta đến tận ngày đó được hay không? Hay chúng ta chưa kịp thành công, chưa kịp đạt được ước vọng thì cha mẹ đã rời xa ta mà ra đi mãi mãi rồi. Thế nên cho đến bây giờ, mỗi ngày ngẫm sự đời đều nhắc nhở bản thân mình rằng cha mẹ đang ngày một già yếu rồi đó. Bản thân mình đã làm được gì cho họ hay chưa? Câu hỏi quá khó để tôi có thể trả lời, cũng không biết phải làm gì để báo đáp cha mẹ, lại càng thật ngượng nghịu để nói ra những lời yêu thương như hồi còn là con nít. Có lẽ việc duy nhất mà ngẫm sửa đời có thể làm đó chính là về nhà với cha mẹ thường xuyên hơn, quây quần bên mâm cơm và trò chuyện với họ nhiều hơn. Mỗi ngày dù bận bịu hay về nhà vào lúc đã muộn, cũng tranh thủ nhấc máy gọi điện và hỏi han cha mẹ vài câu. Nay ở nhà bố mẹ ăn gì? Thời tiết ở nhà có lạnh lắm không mẹ? Bố mẹ nhớ mặc áo ấm và đừng quên mang theo miếng dán giữ nhiệt bên mình nhé. Ở thời điểm hiện tại, đó có lẽ là thứ duy nhất tôi có thể làm để quan tâm và thể hiện tình cảm cho cha mẹ của mình. Quý vị ạ, cha mẹ của chúng ta ai rồi cũng sẽ già đi, rồi đến lúc cũng phải đi. Cha già rồi, mẹ cũng chẳng còn xuân. Phận làm con thì báo hiếu có kỳ. Phận làm con, ngẫm sự đời mong quý vị sẽ nhớ rằng không lâu nữa ta cũng là cha mẹ, cũng phải già, cảnh cũng khác gì đâu. Cũng mong con sớm chiều chăm sóc, đỡ đần cha, giúp mẹ lúc về già. Vậy hãy nhớ làm con có hiếu để về già hưởng phúc cháu con. Cuộc đời ai cũng là con, ai cũng là cha mẹ. Hãy chăm sóc cha mẹ những lúc còn có thể, để mai này con cái học làm gương quý vị nhé. Quý vị thân mến, Trang Tử là một triết gia và tác gia đạo giáo. Trang Tử cao minh mà rất giản dị, sống hòa hợp với tự nhiên. Ông luôn chủ trương ẩn dật mà khoáng đạt, thuận theo vũ trụ, xa lánh thế tục. Vị hiền triết nổi tiếng của phương Đông từng đưa ra những lời khuyên vô cùng tâm huyết, khiến cho người đời không khỏi thán phục. Cho đến nay, dù đã hàng nghìn năm trôi qua, những lời nói đầy triết lý của Trang Tử vẫn còn nguyên giá trị như thuở xa xưa. Chắc chắn rằng 10 đạo lý của Trang Tử sau đây sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm và gật gù về con mắt tinh đời của ông đấy quý vị ạ. Vậy 10 đạo lý đó là gì? Quý vị đã áp dụng được bao nhiêu trong số đó rồi? Hãy cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Đạo lý thứ nhất, con người sống giữa đất trời cũng giống như con ngựa chạy qua vạch ngăn cách mỏng manh, chớp mắt một cái đã xong rồi. Quý vị ơi, có rất nhiều điều trong cuộc sống này luôn tốn công tốn sức chạy theo những thứ danh lợi hão huyền, nhưng mục đích là gì? Chỉ là để thỏa mãn bản thân, để dương dương tự đắc với đời thôi hay sao? Như thế có đáng không quý vị nhỉ? Danh lợi chỉ là những thứ phù phiếm mà chúng ta phải dồn bao tâm sức mới giành được. Thế nhưng, đời người ngắn ngủi lắm, chỉ khoảng mấy chục năm thôi, có khác nào một giấc mơ đâu. Vì vậy, chúng ta cần phải biết trân trọng những thứ đáng quý
buông bỏ những tranh chấp vô nghĩa, quên hết bao phiền muộn, sầu lo, để được sống một cuộc đời thảnh thơi, vui vẻ, quý vị ạ. Đạo lý thứ hai, nước không đủ thì không đẩy được chiếc thuyền lớn, gió không đủ thì không sang nổi đôi cánh to. Quý vị thấy đấy, chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khơi phải dựa vào sức nước. Đại bàng muốn sải cánh trên trời cao cũng còn phải xem sức gió. Không có đủ sức nước, chiếc thuyền chẳng thể cập được bến. Không có đủ sức gió, đại bàng cũng chẳng thể bay suốt quãng đường dài. Con người cũng thế quý vị ạ. Muốn thành việc đại sự thì buộc phải sống thực tế và tập bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất. Đạo lý thứ ba, người phàm đều thích người khác đứng về phía mình và ghét những kẻ chống lại mình. Sống ở trên đời, ai mà chẳng thích nghe lời ngon tiếng ngọt, chẳng có người nào thích nghe những lời chê bai hay phản bác ý kiến của mình cả. Đây là một chuyện rất thường tình đúng không quý vị? Thế nhưng, thuốc đắng, giã tật, sự thật mất lòng, có những lời phê bình xuất phát từ đáy lòng sẽ rất có lợi cho chúng ta và chúng ta nên học cách tiếp thu. Hầu hết những con người kiệt xuất đều dũng cảm đối mặt với đủ mọi lời chê bai hay hàng loạt ý kiến phản bác của người khác. Đạo lý thứ tư, bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau. Bi kịch lớn nhất của đời người là bị tê liệt tinh thần, bị mất đi ý chí. Một người chết tâm không thể tự nhận ra nỗi bi ai của mình, mà phải do người khác nhìn nhận. Không tin chính mình, nhưng mà lại tuyệt đối tin người khác. Người như thế chắc quý vị cũng gặp nhiều rồi. Quý vị biết không, chết tâm là khi tâm hồn đang nguội lạnh, ý chí bị mài mòn. Chính người trong cuộc không hề biết nhiệt huyết trong lòng mình đã lụi tàn. Chỉ có những người xung quanh mới phát giác ra điều đó. Đạo lý thứ năm, không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè. Chúng ta chẳng thể nói những chuyện ngoài biển khơi mênh mông với một con ếch chỉ biết quẩn quanh nơi đáy giếng. Cuộc sống bị bó hẹp trong tầng tầng lớp lớp giới hạn. Với lũ côn trùng, chỉ sống trong mùa hè nắng ấm, người ta cũng không thể kể lể câu chuyện về băng tuyết giá lạnh, bởi chúng chẳng bao giờ có cơ hội được trải nghiệm và cảm nhận cả. Khi giao tiếp với người khác, quý vị nhất định cần phải chú trọng cách trình bày, phải dựa vào hoàn cảnh và độ hiểu biết của đối phương để bàn luận. Nếu không, sẽ dẫn đến hậu quả là một bên cứ đàn gầy tai trâu, còn một bên lại cho rằng người kia đang không nói tiếng người. Đạo lý thứ sáu, người có tài chẳng cần nói nhiều, chỉ có những kẻ bất tài vô dụng mới hay khoe khoang thể hiện. Quý vị ạ, kỳ thực thì một người thông minh sẽ chẳng bao giờ phải mất công trình bày này nọ hay chứng minh điều gì bằng lời nói. Bởi người khôn ăn nói nửa chừng để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Còn đối với những kẻ mồm năm miệng mười luôn thích thể hiện mình giỏi, xa vẻ ta đây, thường sẽ rơi vào tình trạng nói dài, nói sai, thành ra nói dại và sớm muộn gì cũng sẽ phải hiện nguyên hình mà thôi. Đôi khi, lời nói sẽ bộc lộ sự hiểu biết và trí tuệ của con người, nhưng có những lúc trầm mặc lại thể hiện được sự uyên thâm, chín chắn của họ. Đạo lý thứ bảy, người biết đủ sẽ không bán mạng vì lợi lộc, có mất mát cũng không thấy ân hận. Một người biết thế nào là đủ sẽ không vì lợi ích hay bổng lộc mà làm việc bán sống bán chết, quên hết mọi chuyện xung quanh quý vị ạ. Người biết tự thỏa mãn sẽ luôn tự tìm được niềm vui, chẳng bao giờ cảm thấy âu lo, ân hận. Người sống an nhàn sẽ chẳng vì tranh giành tước vị mà làm những việc hổ thẹn với lương tâm. Người biết đủ không phải là người mãi luôn dậm chân tại chỗ, ỷ ạch không chịu vươn lên, mà là người xa lánh những tranh giành thế tục, không theo đuổi những thứ phù phiếm, biết kiềm chế lòng tham không đáy của con người. Đạo lý thứ 8, mưu sự không có chủ kiến, ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị, tất sôi hỏng, bỏng không. Người hay chần chừ, do dự, làm việc không quyết đoán, thường sẽ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, không cách nào vãn hồi được. Bởi có những cơ hội chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời mà thôi. Thế nên quý vị ơi, làm việc gì chúng ta cũng cần phải có những phương án dự phòng, cần biết dự liệu để có thể kịp thời xoay sở khi xảy ra
những sự cố ngoài ý muốn. Nếu không biết nắm bắt thời cơ, thì từ việc lớn cho tới việc nhỏ sẽ sớm tan thành mây khói. Đạo lý thứ 9, chỉ có dùng tình cảm chân thật mới có thể khiến người ta cảm động. Người chân thành là người sống thật với cảm xúc của mình và có thể dễ dàng dùng tình cảm chinh phục đối phương. Còn người không chân thành thì dù có cơ trí, khôn ngoan cách mấy cũng khó có thể lay động được lòng người. Chỉ có sự chân thành tột bậc mới đủ sức cảm hóa hay khiến cho người ta cảm động. Vì vậy, cho dù làm gì cũng luôn phải chú ý gìn giữ cái tâm. Và đạo lý cuối cùng, kẻ hay ca tụng người khác trước mặt thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta. Những kẻ thích tán tụng người khác thì quý vị đừng vội tin, bởi rất có thể họ sẽ đi nói xấu sau lưng chúng ta đấy quý vị ạ. Có những kẻ trước mặt thì thân thớt nói cười, dùng đủ mọi lời hoa mỹ để ngợi ca người ta, đưa người ta lên tận mây xanh. Nhưng chỉ mới quay mặt đi đã sẵn sàng đâm họ cả chục nhát, làm vấy bẩn thanh danh của họ, thậm chí là vu oan giá họa cho họ. Loại người này ban đầu rất được lòng người khác, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ bản chất, bởi cái kim trong bọc ắt có ngày phải lòi ra. Chẳng thế mà người xưa hay nói, đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà. Thôi thì cứ đợi đi, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Sống ở đời có 4 điều quý giá, tuổi trẻ đừng dại đánh rơi, kẻo về già ân hận. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, trên đời này không có thuốc chữa hối hận, có nghĩa là với những việc đã xảy ra, dù cho có tiếc nuối, có day dứt đến mấy thì cũng không thể nào trở lại như lúc đầu quý vị ạ. Thế nên, cách duy nhất chúng ta có thể làm đó là phải suy nghĩ thật cẩn trọng, thấu đáo trước khi bắt tay vào làm việc hay trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Sống ở đời có 4 điều quý giá của tuổi trẻ mà chỉ cần dại dột đánh rơi, mắc phải sai lầm thì đảm bảo rằng về già quý vị sẽ phải sống trong chuỗi ngày mệt mỏi, áy náy, thậm chí là ân hận, dằn vặt vô cùng. Vậy đó là 4 việc gì? Làm thế nào để ngăn chúng không xảy ra? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé! Điều thứ nhất, biết nghĩ cho mong ước của mình nhiều hơn. Quý vị ơi, trong cuộc sống, chắc hẳn có lúc quý vị sẽ cảm thấy nản lòng trên chặng đường hiện thực hóa ước mơ của mình. Thậm chí còn muốn bỏ hết tất cả, không cố gắng tiếp tục được nữa. Thế nhưng, ngẫm sự đời mong rằng, dù thế nào, quý vị cũng đừng vội bỏ cuộc, vì ở đâu đó trên cuộc đời này, vẫn còn những người sinh ra đã kém may mắn hơn bạn rất nhiều. Nhưng họ chưa bao giờ có ý định từ bỏ ước mơ, bởi họ luôn quan niệm rằng ước mơ phải lớn hơn sự sợ hãi. Chúng ta còn trẻ, vậy nên đừng bao giờ sống vì người khác quá nhiều, từ bỏ ước mơ của chính mình. Có những thứ quý vị nên sớm từ bỏ, có những việc dù khó khăn thế nào, quý vị cũng phải cố gắng hết sức để đạt được. Ngẫm sự đời chỉ mong, khi còn trẻ, quý vị hãy can đảm, đừng chôn chân trong cảm giác an toàn tạm bợ. Bởi quý vị chỉ có một lần được sống, nhất định phải liều mình mà rực rỡ như ánh dương mặt trời. Nếu sợ hãi, đến cuối đời, quý vị sẽ phải sống trong những hối tiếc vì những sai lầm trong quá khứ, không dám bứt phá để trở thành con người mơ ước của mình. Vì thế, hãy sớm thay đổi suy nghĩ để sống một cuộc đời không phải hối tiếc. Thế nên, quý vị hãy nhớ nhé, trong nghịch cảnh khó khăn, chúng ta càng phải biết trân trọng những điều nhỏ bé nhất. Nghiêm túc làm tốt tất cả mọi việc, dù là tiểu tiết, vì một tương lai nhảy cao bay xa. Hãy buộc chặt dây giày, điều chỉnh nhịp chân, từng bước một thay đổi chính mình, tích lũy năng lượng. Đến khi gặp được thời cơ, hãy dũng cảm nhảy lên, nắm bắt cơ hội nghìn năm có một này. Khi khó khăn, học cách ở một mình âm thầm nỗ lực không nhất định
sẽ có hiệu quả ngay tức thì, nhưng chắc chắn có tác dụng. Chỉ khi bạn đã nỗ lực rồi, ước mơ mới đến gần với quý vị. Dũng cảm phấn đấu mới có thể thoát khỏi bể khổ của cuộc đời. Chúc tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ thành công, quý vị nhé. Điều thứ hai, không bạc đãi với cảm xúc thực sự của chính mình. Đã bao giờ quý vị phải nói dối người khác về những cảm xúc của mình hay chưa? Chẳng hạn như rất buồn nhưng phải tỏ ra vui vẻ, hài lòng. Bản thân khổ tâm nhưng lại phải tỏ ra mình thấy thoải mái, an yên. Có thể thấy, để sống dễ dàng, nhiều người chọn cách ngụy trang bằng nhiều lớp mặt nạ, nhưng việc giả vờ quá lâu có thể làm ta quên đi bộ mặt thật của mình. Làm như thế, liệu có thể hạnh phúc được không, quý vị nhỉ? Quý vị ạ, mỗi người chúng ta đều có ưu khuyết điểm riêng và không có ai là hoàn hảo cả. Bởi vậy, quý vị đừng cố gắng tìm kiếm một người không có thực mà nên tập trung tìm ai đó thực sự phù hợp với mình. Đó có thể là chàng trai ấm áp, cho quý vị cảm giác an toàn khi ở bên. Cũng có thể là người luôn khiến chúng ta cười và thêm yêu cuộc sống. Hãy chấp nhận sự thật rằng mọi điều có thể thay đổi, cảm xúc hay con người cũng vậy. Khoảnh khắc trước, quý vị nghĩ mình vẫn còn vương vấn một người, nhưng giây lát sau đã không còn yêu người ấy. Vì vậy, đừng sống mãi với quá khứ hay chấp nhận phần thiếu sót mà không làm gì cả. Đôi khi, sự nỗ lực còn tuyệt vời hơn kết quả rất nhiều. Quý vị cũng đừng quá đặt nặng việc người khác mất lòng hay không, mà hãy sống với đúng những gì mình cảm nhận. Có lẽ điều mà quý vị cần quan tâm nhất chính là không đánh mất bản thân. Điều thứ ba, đừng đánh mất bạn bè tốt. Ngẫm sự đời đố quý vị nhé. Khi một tình yêu tan vỡ, ta gọi đó là thất tình. Nhưng khi tình bạn tan vỡ, thì chúng ta gọi nó là gì? Quả thực, thật khó để gọi tên được một mối quan hệ bạn bè đã bị đánh mất, đúng không ạ? Có nhiều người nghĩ rằng mâu thuẫn tình bạn chỉ là những điều nhỏ nhặt. Nếu đã thực sự coi nhau là bạn, thì mọi chuyện nên bỏ qua dễ dàng. Nhưng sự thật đó là điều không nên, quý vị ạ. Tại sao, quý vị có biết không? Vì tình bạn là thứ tình cảm đáng quý. Một khi mất đi thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Nhất là tìm lại những người bạn tốt lại càng khó hơn. Đừng nghĩ mâu thuẫn tình bạn là điều nhỏ nhặt để rồi dẫn đến đổ vỡ, gieo vào trong tim những đau khổ khó lành. Tình bạn kết thúc trong im lặng thay vì khoảng cách, vì đổi thay chứ không phải phản bội. Tình bạn vốn dĩ rất quý giá, đừng vì bất cứ điều gì mà đánh mất nó. Bằng không, những khi gặp khó khăn trong gia đình hay công việc, quý vị hầu như sẽ không còn ai để bấu víu tâm sự. Hãy giữ liên lạc với bạn bè và các mối quan hệ thân thiết. Đó là cách để cân bằng cuộc sống của mình, quý vị nhé. Điều thứ tư, đừng đánh mất giá trị của bản thân. Quý vị biết đấy, cuộc sống là một hành trình để khám phá, trải nghiệm và tìm kiếm thành công. Trên con đường đó, chúng ta có thể phạm phải những sai lầm hoặc đánh mất nhiều điều quan trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đó là quý vị đừng bao giờ đánh mất bản thân, khiến cuộc sống của mình trở nên vô nghĩa. Đánh mất bản thân sẽ để lại hậu quả như thế nào? Có lẽ chẳng cần phân tích thì ai cũng trả lời được câu hỏi này, đúng không ạ? Nếu đánh mất định hướng cuộc sống, chính là quý vị đã đánh mất đi cơ hội phát triển và khẳng định bản thân. Sống không chỉ là tồn tại, mà đó là quá trình của định hướng và tương lai. Thế nên, điều quý vị cần làm đó là hãy dành thời gian để suy nghĩ, điều chỉnh và tìm kiếm con đường phù hợp với bản thân. Đừng nghĩ rằng mình là người thất bại mà chỉ vì bạn chưa khám phá hết được khả năng tiềm ẩn của mình mà thôi. Cuộc sống luôn vận động và thay đổi. Chúng ta cần phải học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. Học cách vui vẻ, bao dung, kiểm soát tâm trạng, sống kiên cường. Điều đó không chỉ khiến quý vị trở nên đẹp hơn trong mắt người khác, mà còn khiến người khác phải cảm kích.
quý vị cũng hãy yêu thương và học cách yêu thương từ những hành động nhỏ nhất, hòa nhập với mọi người, tiếp thu những điều hay và giữ được quan điểm cũng như tính cách riêng của mình. Không chạy theo những trào lưu và xu hướng của xã hội, đánh mất cái tôi của mình. Xây dựng cho bản thân một lối sống lành mạnh, phát huy những năng lực của bản thân. Hãy luôn là chính mình, tránh xa mọi cám dỗ và bản lĩnh trước những biến cố của cuộc đời. Đừng bao giờ để công việc và tiền bạc chi phối, đánh mất bản thân và những giá trị trong cuộc sống. Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng. Quý vị có thể sẽ bị hiểu nhầm, bị đối xử bất công, nhưng không nên thỏa hiệp mà phải bình tĩnh đối mặt. Kết quả tốt đẹp rồi sẽ thuộc về bạn. Trực giác của quý vị sẽ mách bảo cho chúng ta những điều đúng. Có thể quý vị cảm thấy bị áp lực, nhưng hãy tin vào bản thân. Tương lai nằm trong tay mình. Bên cạnh còn rất nhiều người sẽ nói cho chúng ta phải làm gì và còn rất nhiều yếu tố tác động đến khả năng thực hiện mục tiêu của quý vị. Điều quý vị cần làm là giữ vững quan điểm, thái độ của bản thân. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể sống một cuộc sống có ý nghĩa. Có đôi lúc, do áp lực công việc, có thể khiến cuộc sống của quý vị có đôi chút mệt mỏi, khiến quý vị muốn buông xuôi. Nhưng mong quý vị hãy luôn nhớ rằng cơ hội không phải duy nhất. Vì vậy, biết dừng lại để tìm một cơ hội khác tốt hơn. Đó là cách ứng xử đúng đắn. Quý vị có thể sẽ gặp phải rất nhiều thất bại, có thể bị phản bội và phải chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng cũng đừng bao giờ đánh mất bản thân, đánh mất sự lương thiện trong con người bạn. Dẫu biết rằng, con đường đi đến thành công rất nhiều chông gai, trắc trở và chúng ta phải thay đổi để thích nghi. Nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thì quý vị ơi, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân và cũng đừng đánh mất bản ngã của chính mình nhé. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.